Mỗi một người chúng ta phải tin định lực nhân quả ba đời Ba đời đây là quá khứ, hiện tại, vị lai Thời gian này dài lắm Bất cứ chúng ta gieo một cái nhân thiện nhất định Một ngày nào khi đủ duyên nhất định sẽ chỗ cái quả thiện Còn khi chúng ta gieo một cái nhân ác Thì nhất định một ngày nào khi đủ duyên chúng ta sẽ gặp quả báo ác Việc này không sai một chút nào cả Phải tình từ nơi đó mà khi chúng ta về đây niệm phật chúng ta được nghe đạo chỗ này là chỗ mà cởi mở tâm tư quý vị con người sống đặc biệt nhất là trong hoàn cảnh nào chúng ta có thể tin định lực nhân quả khi mình tin được định lực nhân quả thì chắc chắn rằng cuộc sống quý vị trong hoàn cảnh nào quý vị cũng có niềm vui cả có những người giàu sang người ta lúc trước rất giàu sang một thời gian sau thì tức khắc nghèo hàng có những người Cuộc đời người ta lúc trước nghèo hèn Sau này người ta lại giàu sang Nên Cái số mệnh cuộc đời con người Khó ai biết được Nên chúng ta không có cần phải đi Coi bói, coi sách số gì cả Nếu như mỗi ngày quý vị có thể sống tốt Cái tâm này nè Quý vị kiểm cái tâm này để chuyển cái nghiệp nè Nếu như cái tâm này Mỗi ngày bực mình khó chịu Hờn, giận Người để trong tâm, đây gọi là nghiệp còn nếu như nghe đạo rồi Cái tâm này mỗi ngày quan hỷ tha thứ khoan dung Dù là mình tặc nguyền mình nghèo Nhưng mình vẫn có một cái tâm thương yêu Và con người phải thương con người Phải nhớ cái câu là Thương người như thể thương thân Thí dụ như giờ mình khỏe Mình đầy đủ mắt mũi miệng tai chân mình thấy người khiếm thị tự nhiên mình khoát một cái tâm là mình thương yêu mình muốn giúp đỡ Chỉ cần mình có một cái tâm này thôi dù là quý vị chưa cho tiền họ Nhưng quý vị đã có phước gì phát tâm thiện Còn nếu như mình gặp người ta Mà mình chê người ta ghê gớm Hoặc dơ giấy Hoặc là mình sợ người ta lây bệnh cho mình Thì tức khắc cái tâm này của quý vị Là mang tội Đây gọi là nghiệp Nhớ đó Nên vì sao những đức phiên quý vị Phật tử Chúng ta chương trình này Nên dẫn người thân đến Và con cháu đến Để cho người thân con cháu mình thấy rằng Gia đình của mình diễm phúc quá Người nào cũng là người được lành lặng Còn người ta cả đời Phải mang cái thăng tật nguyền Tội nghiệp quá Thí dụ như Mỗi lần chương trình xong Chú Tường Văn và một số chú Hát những bài hát để tặng cho đại chúng Quý vị coi Như anh Tường Văn Cặp mắt anh bị mù Đôi tay anh bị cục Vậy mà anh còn có thể hát ca Và đem những lời chúc đến với mọi người Chúng ta nhìn từ anh tường văn chúng ta để ý thì tất cả những người chúng ta lành lặn chúng ta nên sống làm sao cho nó có ý nghĩa của cuộc đời. Nên tất cả các cháu và người thân của quý vị Phật tử về đây dự chương trình này, quý vị mới thấy được rằng xã hội chúng ta tuy đang phát triển nhưng cũng rất nhiều mảnh đời đang khổ đau. Nên chúng ta có cuộc sống nên chia sẻ cho nhau quý vị. Đây gọi là thương người như thể thương thân. Chỉ cần có một cái tâm này Dù quý vị đi về đây quý vị chưa có tặng tiền gì Nhưng mà quý vị ở trong cái hội chúng này Hòa nhập được với họ Và quý vị cảm thấy rằng cũng là Cùng là một kiếp con người Mình thấy mình thương con người Thí dụ như một ngày mà cặp mắt mình không thấy đường Mình thấy khó chịu lắm Làm việc gì cũng bất tiện Người ta chịu cả đời Cặp mắt không thấy đường Nếu như một ngày chúng ta đôi tay này Không hoạt động được cho bản thân mình Mình thấy khó sống lắm vậy mà người ta cả đời phải chịu không có đôi tai. Có những người không có chân, chúng ta nếu không có đôi chân này thấy buồn lắm. Vậy mà người ta chịu một đời không có đôi chân. Nên hạnh phúc lớn nhất của chúng ta là mình được lành lặn. Còn tất cả những người khiếm thị, khiếm tật đang ngồi đây, hạnh phúc lớn nhất của quý vị là quý vị nghe được Phật pháp. Có thể Phật pháp sẽ giải tỏa tâm tư của chính mình. Có những người chúng ta cảm thấy buồn cho số phận Nếu như mình mang cái tâm đó Mình sẽ tăng thêm nghiệp Nó không tiêu nghiệp mà nó tăng thêm nghiệp Nên phải tin là mình đã gieo nhăn Không phải Mình mới chịu quả báo không phải Nên Phật dạy Muốn giàu sang thì phải có tâm bố thí Có tâm mà chia sẻ Những cái mình có được cho người đây là gieo cái nhân giàu sang Muốn thông minh trí tuệ Chúng ta phải đem những cái tốt đẹp nhất Một con phương hướng Để dẫn dắt người đi đến chỗ tốt đẹp Thí dụ như chúng ta có một phương thuốc Chúng ta truyền ra Phương thuốc này hay mà Truyền ra để cho nhiều người biết phương thuốc này Để trị được nhiều căn bệnh Hoặc là chúng ta có một cái cách gì Mà mình có thể làm ăn được Mình chỉ dạy người ta có nghĩa là tất cả những cái gì phương hướng tốt đẹp mình được lợi ích rồi mình chỉ cho người ta đây gọi là mình tăng thêm sự thông minh và trí tuệ còn nếu như mình chỉ ôm ấp một mình mình để mà mình ôm lợi nhuận vậy thì mình mang cái tâm này nó sanh ra tương lai mình ngu si và thiếu trí tuệ tại không biết truyền tải những điều tốt đẹp cho mọi người còn nếu như mình muốn mạnh khỏe sống lâu tướng hảo đẹp thì mình tránh cái nghiệp sát sanh từ con ruồi con mũi con kiến mình không có tùy tiện giết vì sao vì mình muốn sống ai đụng tới mình tổn hại mình sẽ không chịu vậy thì con ruồi con mũi con kiến nó cũng muốn sống nên mình không nên tổn hại đó là tâm từ bi gieo nhân này chúng ta sẽ được cái quả báo là sức khỏe và tuổi thọ kéo dài nên chúng ta phải tin rằng gieo nhân gì gặt quả báo nấy nên năm nay những đức đọc những công đoạn mà trong kinh nhân quả ba đời quý vị nghe rất hay đây là kinh mà lời phật dạy nè mà đại lão hòa thượng thích thiền tâm ngày phiên dịch kinh nhân quả ba đời những đức đọc những đức chích lục những công đoạn gần gũi nhất đọc cho quý vị nghe dù là người sáng mắt khỏe mạnh hay người tập nguyền nghe cũng đều có lợi ích có ăn có mặt do nhân gì xưa giúp kẻ nghèo cho ăn uống nhân quả mình khá giả Thí dụ như bây giờ chương trình người ta bị lũ lụt miền Trung Mình giúp đỡ cho người ta cái ăn Và cái mặt Giúp đỡ cho người ta khi gặp ngặt gặp khó khăn Nên những đức thường nói rằng Giúp ngặt khó giúp nghèo Ngặt là cái lúc mà người ta bị bão tố cuồng phong Là đang gặp ngặt giúp đỡ Còn cái nghèo Cái nghèo khó giúp lắm Cái nghèo là chỉ phương hướng Là Phật chỉ phương hướng bạn phải có tâm rộng rãi Tâm này là tâm gọi là quá giải cái nghèo Tặng gốc Còn cái nghèo rất là khó thể nào mà giúp được Tại vì cái nghèo nó lâu dài Nên mình tạo cho người ta một phương hướng Nên Phật dạy là có ăn có mặc do nhân gì Xưa giúp kẻ nghèo cho ăn uống Thí dụ như đời này quý vị giàu sang Có đầy đủ của cải đi vật chất đi Là do gì biết vị, vị giúp người nghèo khổ Cái ăn cái mặc Đây là nhân rồi quý vị tạo nhân này nó sanh cái quả Là đời này gia đình mình giàu sang đầy đủ của cái vật chất Nên mình càng bố thí thì Phật nói là càng dư giả Cũng như những đức kể là ngày xưa những đức một mình lo cho mình chưa xong Dù là làm ra tiền nhưng tới Tết có khi không đủ tiền ăn Tết Vậy mà từ khi những đức biết Phật Pháp tới bây giờ nó mới mở tâm lượng ra Biết thương người và giúp người Từ tài thí Pháp thí vô ý thí chân thật làm thì rõ ràng hiện tại những đức có thể lo được cho năm sáu trăm người mà có thể tạo ra nhiều chương trình mà có thể mình có điều kiện để mà mình làm được và lời nói mình người ta tin. Quý vị nghĩ một chương trình như vậy nào là thuê xe, nào là bỏ bao thư, rồi chùa mình lo cho bao nhiêu trăm người vậy mà những đứa có điều kiện. Trong khi ngày xưa một mình những đức làm lúc chưa tu, vậy mà tới Tết những đức không đủ tiền ăn Tết. Thì rõ ràng là Phật dạy không sai một chút nào cả. Bạn gieo nhân gì là gặt quả báo nấy nên chúng ta đời này giàu sang phú quý đầy đủ của cải mình phải tiếp tục làm việc gì bố thí giúp đỡ người nghèo khó và đem phật pháp giới thiệu cho người vậy thì trong tài thí pháp thí vô ý thí quý vị sẽ vô cùng đặc biệt như cái câu phật dạy có ăn có mặc do nhân gì xưa giúp kẻ nghèo cho ăn uống đây là chỗ quan trọng nè câu hai ăn mặc thiếu thốn bởi nhân chi kiếp trước một nửa không xả thí đây gọi là gì? Là keo kiệt Đời này nghèo nàng không có cái ăn cái mặt khổ sở vô cùng Gia đình đã nghèo rồi mà có những người ta nói là nghèo mắc cái eo á Nghèo mà còn bệnh hoạn, nghèo mà còn gặp chuyện này chuyện kia Đã nhà nghèo rồi mà gió bão còn thổi tóc mấy nhà không? Nhà nghèo mà bởi cái lưu Nhà nghèo mà còn bị ăn chợm, ăn cắp gà, cắp vịt Có những người nói nghèo mắc cái eo, thấy không? nó nhà nghèo mà mua con heo định nuôi con heo cũng bị chết nó đang nghèo mà nó gặp bao nhiêu sự việc như vậy thì do nhân gì ăn mặc thiếu thốn do nhân chi kiếp trước một nửa không sợ tí keo kiệt qua mà tâm keo kiệt này là tâm mà nghèo nàn sơ sát nè keo kiệt này keo rồi kiệt nên quý vị coi cái người giàu sang mà cái tâm keo kiệt á quý vị nhìn con người này cái là nhìn biết keo kiệt liền không nói chứ Khỏi cần nói chuyện nhìn gương mặt cũng biết keo nữa Đã là keo kiệt rồi thì nó không thể nào rộng rãi được mà Mà hiện tướng rộng rãi đó quý vị à Nên á, Phật dạy mình á, là phải mở cái tâm ra Đó. Phải mở tâm lượng rộng ra Vậy thì phước báo lên Những văn tự này rất là hay nha quý vị Nên người nghe đạo rồi họ mới đoạn cái tâm keo kiệt Thí dụ như chùa mình đi khi người ta bố thí cúng dường Có khi người ta không cần gặp những đức đâu Tại vì người ta hiểu hết rồi Khi người ta làm là người ta làm rất nhiệt tình Tự người ta bỏ tiền cho Tùng Tam Bảo Không cần phải ghi một tờ giấy Những đức thấy có nhiều ngôi chùa nghe Dù cúng 50 ngàn, 20 ngàn 10 ngàn, 5 ngàn cũng phải ghi vô Rồi xong người ta đưa lên mạng ta Để nguyên một hàng như vậy đó Phật tử này tên gì, tên gì Cúng nhiều, nhiêu nhiêu Người ta để rõ ràng hết chứ còn riêng chùa mình về đây không có ai mà ghi cái vụ này chỉ hướng dẫn ta tu ai muốn cúng bỏ thùng tam bảo có khi người ta còn không muốn mình biết người ta cúng tại vì người ta đã hiểu rồi đã gieo nhân thiện thì có quả thiện không cần người biết thì gieo nhân thiện cũng gặp thiện còn mình đã làm ác dù có giấu che người nhưng đã làm ác thì gặp quả báo ác à thì phải nhớ nè trong kinh phật dạy nha mỗi người chúng ta đang ngồi đây đều có hai ông thần hai bên vai một ông thì ghi tội Một ông thì ghi ác Quý vị có chốn Quý vị làm ác Không ai thấy Nhưng quý vị vừa khởi tâm ác Là ông thằng ghi ác đã ghi rồi Còn quý vị làm phước không ai biết Nhưng mà quý vị vừa làm phước Thì ông thằng ghi phước đã ghi rồi Từ nơi đó Gieo nhân thiện gặp quả báo thiện Tại sao bây giờ mình làm thiện Mà quả báo thiện chưa đến vì cái nghiệp ác của mình nó quá nặng Mình phải trả cái nghiệp ác Rồi xong cái nhân thiện này mình làm Rồi bắt đầu nó mới tiến tới Cũng như những đức sanh trong một gia đình nghèo Và những đức làm hoài cũng không dư như, Nhưng mà do những đức đi tu được cái duyên Là những đức làm thiện và chia sẻ Phật Pháp cho người nghe Quá nhiều người được lợi ích Nên trong đời này những đức đã chuyển nghiệp rõ ràng Trong đời này chuyển luôn và những đức cũng nghe nhiều người giảng pháp cũng nói rằng Chính họ đời này tu được chuyển luôn đó, Từ nơi đó mà mỗi người chúng ta Có thể trong đời này tu là được chuyển nè Thí dụ như quý vị đi về đây nghe Nếu như trong tâm quý vị nghĩ rằng Đi đến chùa Hộ Pháp Có thể một số người người ta tặng quà cáp một chút Hoặc đi đến một ngôi chùa nào Người ta tặng quà cáp một chút nghe Cái việc này nó quá nhỏ Với cái việc quý vị có thể nghe vào Pháp Tại vì cái đó một chút về quý vị Dùng một chút là hết nhưng cuộc đời bị khổ vẫn tiếp tục là khổ Tại vì không có phương hướng Cũng như nếu như những đức mà người ta cho tiền bạc như đức sống nghe Mà những đức không nghe Phật Pháp Thì cuộc đời những đức bây giờ vẫn là khổ đau Không được vui như ngày hôm nay Nhưng mà may mắn thay những đức được nghe Phật Pháp Mà chính Phật Pháp mới cứu được cuộc đời những đức nè Còn cái việc mà hòa các một chút này Đó là gieo cái duyên để dẫn dắt về đây thôi Còn cái quan trọng là quý vị phải nghe đạo Nên quý vị phải bình tĩnh nghe để hiểu được cái số phận của mình vì sao cuộc đời này mình bị tặc nguyền rồi bị những cái cảnh ngộ khổ đau đến với mình mình phải hiểu hiểu rồi nó mới chuyển được cái tâm của mình rồi lúc đó quý vị phải mở tâm lượng ra thì cái nghiệp đời này có thể chuyển xong thì đời sau mình còn đạt được chỗ thù thắng đặc biệt quý vị về đây những đức thường phiên niệm phật đó bây giờ trước nhất mở tâm lượng ra rồi thường xuyên niệm phật một đời này qua đi chúng ta sẽ có được cái chỗ tốt đẹp để đến Còn nếu như quý vị mà cứ như vậy hoài mà không nghe được Phật Pháp Chắc chắn rằng cuộc đời con người khi qua đi nhất định cái đời thứ hai của mình Rất là khổ đau khi tái sanh Khổ đau lắm đó quý vị, phải nhớ Nên tất cả những người mà nghèo nàn khốn khổ phải nhớ là do cái tâm keo kiệt Mà ra cái nghèo nàn khốn khổ còn nếu như đời này giàu sang mà vô cùng keo kiệt Thì quý vị sẽ biết được cái đời sau quý vị rồi nhất định là nghèo nàn khổ đặc chắc chắn câu thứ ba lầu cao nhà lớn do nhân gì xưa lên chùa am cúng thí gạo nơi chùa chiền là nơi người tu đến cúng dường là cúng dường tam bảo thí dụ như ngôi chùa này nuôi nhiều người già mình đem gạo lên mình cúng dường để nuôi nhiều người già cái nhân này mà lầu cao nhà lớn hoặc vậy nghe Thông minh trí tuệ do nhân gì? Kiếp trước ăn chay thường niệm Phật. Phật đây là Phật dạy rõ ràng cái nhân cái quả. Ăn chay niệm Phật được thông minh trí tuệ. Thí dụ như bây giờ những đức từ bên kia qua đây là ngồi nói chuyện à. Lúc trước những đức không thể nào ngồi nói chuyện được như vậy. Nhưng mà từ khi những đức ăn chay niệm Phật 11 năm nay, tức khắc nó có một cái sự thông minh trí tuệ phát triển liền là ngồi xuống một cái là tự nhiên nói chuyện quý vị nghe được chứ không phải đơn giản muốn ngồi nói chuyện nói chuyện đâu quý vị có khi mình lên mình nói vài câu thôi mà mình nói mập mà nói không được mà nó run sao nói nói nó người ta nghe không được nữa từ nơi đó ăn chay niệm phật phật dạy là người ăn chay niệm phật thông minh trí tuệ vì sao vì mình ăn chay là mình không có làm cho chúng sanh sợ hãi chúng sanh được bình an là tu hạnh vô ý thí còn mình niệm phật A là vô di đà là lượng Phật là giác Nên mình có tâm thiện Từ nơi những điểm này mà phát sinh được trí tuệ Nhận thức được Nên mình ăn chay niệm Phật Nên đó là trí tuệ mới nhận thức được Còn bây giờ mình chưa nhận thức được Thì mình ăn mặn Rồi mình không hiểu thì mình không chịu niệm Phật Câu năm Người thấy vui mừng do nhân gì Xưa kết duyên lành cùng đại chúng Kết duyên lành là cái gì Những đức thường nói là Gương mặt tươi vui dù là mình xấu đi chăng nữa mà mình gặp người mình biết chào hỏi thí dụ như mình dạy con cháu mình bây giờ gặp người lớn khoanh tay thưa hỏi rồi mình biết hỏi hang mình chào hỏi người ta đây là gì đây là mình kết duyên lành cùng đại chúng thí dụ như có những người người ta đẹp vô cùng luôn vậy đó mà người ta gặp người người ta không biết mở miệng hỏi thì bị người ta đánh giá cái gì người này không có lịch sự thêm cái nữa không có nhanh mồm lanh lẹ hỏi han người gương mặt không tươi vui người ta nói đứa này vô duyên thấy không người ta vừa dùng cái câu vô duyên là tức khắc mình không có duyên không biết chào hỏi người là không có duyên rồi đó nhớ nên từ nơi đó mà bây giờ người ta gặp mình vui mừng là do cái nhan chứ đại chúng mình kết duyên nhiều mà cái duyên vui vẻ quan hỷ thí dụ như bây giờ quý vị, vị ngồi suy nghĩ nè mình thường chửi người sao có duyên Rồi gương mặt mình thường nhăn nhăn săn hẳn Câu có cọc cằn sao có duyên Thí dụ như trong gia đình này Trong gia đình này mà hai vợ chồng khó chịu Cái nhà này đố ai người ta dám đến Cái chủ gia đình này khó chịu ai mà dám đến cái nhà này Rồi cái xã buôn bán này Cái bà bán này Cái gương mặt bà ụt 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 tối ngày Ai mà mua đồ mà trả giá mà không mua là bà, bà chửi người ta Từ nơi đó thì sao Thì bà hết duyên rồi đúng không Thí dụ như giờ mình đi bán vé số Mình mời người ta Dù người ta không mua mình cũng nở nụ cười Mình chào người ta tiếng nữa Cô chú ơi mua vé số gương mặt tươi vui mời người ta Người ta lựa vé số không Người ta không mua mình cũng không có tâm bực bội Đây là kết duyên với đại chúng nè mà mình mời người ta, người ta mua xong Người ta trả tiền, thối tiền, chào Cảm ơn cô chú mà miệng nở nụ cười một cái đây là kết duyên với mọi người có khi người ta ấn tượng với mình rồi tự nhiên người ta gặp mình là người ta muốn mua giấy xô hoặc là mình buôn bán cái gì gương mặt tươi vui người ta mua qua một lần người ta ấn tượng với mình nên mai mốt người ta đến cái sạp mình để người ta mua nên gương mặt tươi vui là nó kết duyên với đại chúng mà đã là kết duyên được với đại chúng thì mình tu phước tu duyên rất dễ có những người ta học hành nhiều nhưng người ta không biết kết duyên với đại chúng dù là học hành nhiều nhưng người này sẽ không thành đạt vì sao vì không có duyên với đại chúng thì khó tu phước được Thí dụ như bây giờ nhận đức không có duyên với quý vị Sao rủ quý vị về đây Mà quý vị không về đây Thì làm sao tu phước với đại chúng Quý vị về đây là do có duyên rồi thích ở đây Mà đầu tiên nó phải có duyên nó mới về đây được Nên khi nói chuyện vui vẻ, quan hỷ Hướng người tốt đẹp thì là kết duyên Thì người ta về đây mình mới có cơ hội tu phước tu duyên Nên nếu như Ai cũng gặp quý vị ghét quý vị hết nhất chắc chắn là quý vị không thể nào tu duyên tu phước với đại chúng Mà đã là nghịch duyên Thì chắc chắn rằng quý vị sẽ không bao giờ Có được cơ hội để mà quý vị chuyển nghiệp Từ nơi đó chúng ta cần Gương mặt tươi vui lời nói quan hỷ Không buồn không giận ai để trong tâm Để mà tu duyên tu phước với đại chúng đó Nên mình đi về đây nghe gì rồi nè Mình 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 coi lại mình đi, mình coi lại cái tính mình đi ha để mình chỉnh sửa. Mình chỉnh sửa nghe đạo là chỉnh sửa vậy đó. Thật sự mà nói nếu như quý vị mà không đủ duyên quý vị nghe gì trong lòng mình nói trời ơi thầy nói hoài, nghĩ đại đi cho tôi hòa xong tôi về. Thật sự mà nói cái tư tưởng này nó quá cục bộ quý vị, nó quá cục bộ thật sự. Nếu người ngồi trong đây mà người khiếm thị mà người nào nghe, người nào là một người mà có tư tưởng quý vị nhất định sẽ lắng tai nghe liền nói chứ. Tại vì sao? Đây mới là cái cuối bị tận gốc nè Nhưng Đức nói trăm hay trăm ngàn miếng quà này Thật sự mà nói Đem về cái vèo cái xong Không giải quyết được vấn đề gì Của cái khổ cuộc đời này chứ Cái giải quyết thật sự của nó là Chính mình phải sửa lại Chỉnh đốn lại chính mình mới được Mà những cái chỗ này nữa bị chỉnh đốn lại nè Nhớ nghe Đời nay đuôi mù do nhân gì Kiếp trước chỉ đường chẳng văn minh Đây là kinh Phật dạy nè Đó rõ ràng luôn đó Thí dụ như bây giờ người ta đi ngoài đường nha Người ta hỏi đường mình Mình chỉ đại chỉ càng Những đức ngày xưa trên thành phố Những đức thấy rõ ràng luôn Có những người tuy sống ở nơi thành thị Nhưng mà người ta thiếu trí thức về chỗ này Có khi mình đang đi ngoài đường Mình không biết đường mình hỏi Anh chị ơi tôi muốn đi lỡ cái đoạn đường đó đoạn đường đó chỉ giùm tôi nói, đi chỗ khác đi đang buôn bán hỏi hỏi hoài nè quý vị coi nếu như đặt mình mà mình đi lạc đường người ta hỏi mình mà mình nói vậy rồi quý vị quý vị nghĩ sao quý vị một con người như vậy nó quá tệ quý vị à, à. nên á quý vị coi có khi ở dưới quê tại vì những đứa cũng ở dưới quê miền tây khi mà người ta mà Hỏi đường nghe trời ơi, người ta chỉ cặn kẽ có khi người ta ghi giấy với vị luôn á. Cái tâm người ta như vậy đó. Ta chỉ đi đến chỗ đó quẹo làm sao đi đến đó làm sao. Trước cửa nhà đó có cái giường bông giấy thì sao làm sao hay có cây ổi có cây mít gì. Ta chỉ cho cặn kẽ người ta thấy mình không nhớ nó nói được rồi. Để ghi tấm giấy đưa cho. Thấy không? Nên rõ ràng nè. Đời nay đuôi mù do nhân gì kiếp trước chỉ đường chẳng phân minh. Vậy những người bị khiếm thị này là do cái nghiệp quả gì? chỉ đường chẳng phân minh. Rồi cái gì nữa? Cái này mới là cái quan trọng nè, chỉ đường là đường đi. Không hướng đạo cho người mà làm người đi vào con đường sai lầm. Hiểu không? Thí dụ như bây giờ sanh con không dạy con, để cho con hư hỏng cũng là không hướng cho con một con đường thiện từ ban đầu. Nó cũng là chỉ đường đó quý vị. Thấy không? Thí dụ như mình nghe đạo mình nhiệt tình Mình đem những cái gì tốt đẹp nhất Mình chỉ dẫn người ta Mình niệm niệm gì người ta Cũng là chỉ đường đó quý vị Nên bây giờ mình bị khiếm thị Mình nghe định lực nhân quả đó Phật dạy đó Chỉ đường không đúng đắn Đờ nay bị mang thăng khiếm thị Vậy thì bây giờ chúng ta nên nghe đạo đi Để chúng ta dùng cái trí tuệ mình Để sống làm sao Chính mình sống cho tốt đẹp lại Nhớ mình nghe đạo với những đứa cũng chỉ vì niệm Phật Từ các chú, các cô, các cụ ông, các cụ bà ngồi đây nhớ nha Không có dùng cái miệng này mà mình chữ thề hoặc nói tục tiểu Quý vị phải nhớ nè Đời này mình đã cái nghiệp nặng như vậy rồi mà còn có khi chữ tục tiểu Cái miệng này chữ thề hỗn ẩu Đây là mỗi ngày tăng thêm nghiệp Thêm cái nữa có khi có con dạy nó không nghe Chửi bớ um sùm trời ơi ngó xuống mà coi Tôi nói nó không nghe nè. Hoặc là người chồng á nhà nghèo mà đi nhậu. Trời ơi trời, ông nhìn xuống coi, nhà nghèo như vậy mà nó còn đi nhậu nè. Ờ mày đi nhậu đi, mày đi nhậu đi, mày té xuống hầm cho mày chết mày đi. Nó chù ẻo vậy đó ha. Ừ. Mấy cái lời này là mấy cái lời ác khẩu. Mấy cái lời ác khẩu, mấy cái lời tạo nghiệp. Cái tâm địa ác này nó sanh vào loài gì gắn độc nhớ nghe cái tâm địa ác nó sanh loài gắn độc hổ sói tại vì sao vì tâm địa này ác nó chiêu cảm vào quả báo đó đó thí dụ như đời này quý vị coi có những người người ta nhìn tướng tá nó hiền từ cao ráo đẹp đẽ là do gì hiền hậu mà sanh ra tướng như vậy còn quý vị coi có những người lùng xỉn có những người xấu xí vô cùng thì do là cái nhân chúng ta không vui vẻ như những đức cũng lùng nè những đứa cũng xấu nè, hô hốc nè Là do gì chính mình đã từng gieo cái nhân không biết cung kính Đi ngang Phật không biết cúi đầu Đi ngang người không biết cúi xuống Thí dụ như giờ người ta đang ngồi về đi Mình đi ngang người ta nhất định phải khơm xuống Khơm xuống đi ngang Chứ không phải là thẳng lưng mình chổng lưng mình đi đại ngang mặt người ta Đó là thiếu cái tâm cung kính Mình đã thiếu tâm cung kính Thì tức khắc đời sau của mình Dù có thân người nhưng nó lùng xỉn nè à. Không cung kính thì nó lùng còn cái tâm cung kính thì nó cao ráo bự con Mà nếu đời này cao ráo bự con Mà không biết tu nhân tích đức Thì đời sau nó thành con kiến Lùng luôn chút xíu vậy đó Nên quý vị coi Còn nếu còn cái tâm cung kính một chút Thì nó lùng nó còn thắng người Còn đến mức mà nó bất kính với cha mẹ luôn Thì tức khắc nó lùng 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 Nó nhỏ xuống luôn Quý vị nhớ nha Cái tâm vui vẻ quan hỷ Nên Phật nói là cúng hoa cho Phật Thì được đẹp hoa là gì Hoa là nhân vui vẻ quan hỷ không buồn giận ai đây là hoa là nhăn nên gieo cái nhăn này nên gương mặt tươi vui đẹp mà cái nhăn đó nó càng lớn thì hoa hậu luôn cao ráo như hoa hậu còn nếu gương mặt này buồn xỉn thì tức khác đời sau có thân người như cái mặt tối hù có không có chứ <laughs> thân người mà mặt tối hù à. à à vì để ý thì có những người người ta cũng đẹp mà mặt tối hù à cũng đẹp mà cái mặt gặp ai cơ vậy đó có nhiều đứa nít nghe tự nhiên cha mẹ nói con 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 kêu anh gọi chị đi con khoanh tay thưa cô chú đi con không không đó thấy không đó là vì mặt tối hù đó còn có những người ta đây khiếm thị có khi người ta khiếm thị nghe mà người ta vừa nghe cái cô mà dẫn trước dẫn đường cho họ đi nói kìa thầy kìa kêu thầy đi là họ cái miệng họ lưu lịa chào thầy đức chào thầy đức đó cũng là một cái tâm vui vẻ đó quý vị thấy không đó còn nếu như người ta nói vậy rồi mà mình tự nhiên mình nói kệ ông đi kiểu gì kêu mà chết đó đó, đó đó là xanh cái mặt tối hù á thấy không nó rất là rõ ràng nghe những đứa quan sát cho vị nghe rất rõ ràng nên cái câu này vô cùng quan trọng để mình biết định lực nhân quả nè đời này mình bị khiếm thị là do gì đời trước chỉ đường sai lầm có khi hướng đạo sai lầm Đưa người ta đi lầm đường lạc lối Nên đời này mình bị khiếm thị Nên mình đừng có than thăng trách phận nghe không Đó là chính mình gieo nhân Bây giờ mình bị khiếm thị Đừng có nói không biết làm sao nữa Chắc ông chợ không có mắt cái gì nữa, Mà ông cho tôi không có mắt nè Mình nói vậy là mình tội đó nghe Nhớ ha Nhà Đức nhắc cho vị nghe đó Từ cái tâm quan hỷ Mà nó quá giải cái nghiệp nghe quý vị Môi miệng sức thiếu do nhân gì Kiếp trước thổi tắt đèn cúng Phật Ở đây có ai môi miệng sức thiếu không Có ông kìa Những đứa nhìn thấy kìa Cái miệng méo của ông bên kìa thấy chưa Rồi nó sức môi ở trên nữa kìa Đó Môi miệng sức thiếu do nhân gì Kiếp trước thổi tắt đèn cúng Phật Thí dụ như bây giờ quý vị Dưới quê cái đèn dầu Mình đang đốt trước bàn thờ Phật Khi mình muốn cho cái đèn dầu này tắt đi là phải lấy cái nắp ra Mình lấy tay mình quạt Còn nếu như quý vị đưa cái miệng vô Tại vì cái đèn này là trí tuệ Để thắp đèn cúng Phật Mà quý vị thổi nước miếng bọt Nó dăng vô cái ngọn đèn này Là phá đi cái ngọn đèn trí tuệ Và cái tâm thiếu cung kính này Nên quý vị bị môi miệng sức thiếu không? Bây giờ bị môi miệng sức thiếu Đừng có buồn nghe Nó có khi sanh ra đời Môi miệng nó không phải sức thiếu Vậy mà chạy xe ra ngoài đường tự nhiên á, Đang chạy 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 Tự nhiên té lộn mèo cái sức cái môi <laughs> Nó trời là tại cái số năm nay nó xui xẻo thì sao đâu á Tự nhiên chạy xe ra đường cái gặp cái thằng nó nó đụng cái tự nhiên sức cái môi tôi à trời Nói vậy thấy chưa Rồi sức môi hoặc là tự nhiên á mới lớn lên có mới mười mấy tuổi tự nhiên Nó nó gãy cái răng cửa Quý vị coi con người người ta nói răng và tóc là gốc con người Gốc này là gốc khổ đau ấy quý không nhưng mà cái hình tướng á, thì găng và tóc là nhìn nó đẹp Là gốc khổ đau là nó lao đến khổ đau Vậy mà bây giờ tự nhiên mới có mười mấy tuổi à, cái Hai cái răng cửa rụng Rồi coi giờ đẹp cỡ nào đẹp mà cười ra thấy chó chống lỏng mà Chống lỏng mà Hai cái răng ở phía trước nó không có Răng hai cái không có phía trước Rồi môi thì nó méo qua bên nó sức nó rồi cái thành cái miệng méo nó là là do nhân gì thổi tắt đèn cúng phật Hiểu rồi đó, vậy là không có buồn nữa nghe Bây giờ môi miệng sức thiếu là không có buồn đó, Rõ ràng hết rồi đó Rồi đời này bị mù là do gì mình chỉ đường sai lầm nên bị mù đó Chứ không có nói than thăng trách phận nữa đó nghe không Đời nay câm điếc do nhân gì Xưa từng ác khẩu mắng cha mẹ đó Rõ ràng chưa Phật dạy đó Chứ không phải những đức tử nói đâu đời nay cam điếc cho nhân gì xưa là đời trước mắng cha mắng mẹ mình ở đây có đứa con nào mắng cha mẹ không có khi nó không dám mắng ra tiếng mà cha mẹ la cái nó dậm chân dậm cẳng trong tâm nó thấy ghét ghê đi chơi nó nó nói hoài nó đó 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 cái tâm này là cái tâm này cái tâm ác nè thà cái miệng nói ra vậy mà nó chưa đến nỗi ác bằng cái tâm này nè cái tâm này nè cái tâm mà nó, nó nghiêm nghiêm nghiềm nghiêm, cha mẹ rồi nó muốn đi chơi mà cha mẹ không cho đi chơi rồi nó nghiêm 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 nó ở nhà mà đi kinh 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 nó, nó, nó ghi ghi ghi, ghi vậy đó Thấy cái tâm này nè cái tâm này là cái tâm ác khẩu nè cái tâm này ác nè là đời sau là tiêu nè cầm đi hoặc giải mà rồi có những đứa con mà nuôi cha mẹ nuôi cha mẹ được chút đỉnh thôi bắt đầu là nó dùng những lời ăn đi làm cực chết luôn à mỗi ngày ở nhà ăn uống còn chơi khen không đó là ác khẩu nuôi cha mẹ một chút mà chửi cha mắng mẹ thấy không nó ở nhà làm được gì làm đi nghe lau nhà phụ đi hoặc bắt nồi cơm lên đi lu nước hết rồi đó gánh dùm miếng đi trời ơi tôi làm cả ngày cực dữ lắm đó trời về mà cứ là thấy ngồi đó ăn không à ăn mập thăng mà không làm cái gì nó chửi cha chửi mẹ vậy là đại ác khẩu đó nha quý vị, vị. Nó hoặc là nghe lời vợ mà chửi cha chửi mẹ nghe không? ác khẩu nè hoặc á thương chồng mà mà nói cha nói mẹ ruột của mình là ác khẩu nè hoặc là lớn lên bắt đầu là thương một người con trai mà bỏ cha bỏ mẹ không nghe lời cha mẹ cũng tội nặng vô cùng nè không nên rõ ràng cái nhân mà câm điếc này là do chửi cha mắng mẹ quý vị thấy nhân quả phật dạy rõ ràng quý vị tại vì mình dùng cái lời nói của mình thiện thì mình có cái phước mà bây giờ mình được nói chuyện mà mình đi dùng cái lời lẽ mình chửi cha mắng mẹ mà trong khi cha mẹ sinh mình nuôi mình không lớn mình chưa trả ơn được vậy mà mình chửi cha mắng mẹ mình tạo tội ác khẩu nên bị câm điếc là do chửi cha mắng mẹ không <laughs> à. nói quý vị về đây quý vị nghe gì nha rồi đem những lời này dạy con cháu mình đi rồi nếu như mình thấy người nào bị câm bị điếc là quý vị biết cái nhân quả người ta rồi đó mình phải tránh đó quý vị nhớ đời nay lưng gù do nhân gì kiếp trước chê cười người lễ phật đó rõ ràng người ta biết tu nhân thích đức người ta biết tụng kinh người ta biết lễ phật mà mình chê cười người ta nên đời này cái lưng nó gù xuống quý vị thấy có những người lưng gù mà lưng nó gù xuống luôn đó nên mỗi một cái định lực nhân quả thì rõ ràng ba đời không sai nên bây giờ quý vị đi về đây nghe như vậy rồi Tự kiểm lại chính mình đi Thí dụ như á Mình bán giấy số bán được Cái chỗ này mình thường ngồi Bữa nay tự nhiên có cái thằng nào đến đó Nó ngồi kế bên mình Mình nói mày đi chỗ khác nghe Địa bàn này của tao nghe mày Mày đi đến đây bán tao lấy đá tao liền mày bây giờ á không, Cái tâm này là cái tâm ác nè không? cái tâm này nó không có phước nè mà nó nó gì miếng ăn mà mà chanh đọt với nhau là tâm địa ác nè thấy chưa? nó rồi có khi đi bán giấy số hoặc là có khi đi xin được chút đỉnh về bắt đầu là cái gì? có khi đi xin tiền người ta về để sống nhưng mà đi xin được xong chiều mua vài chai bia uống nhâm nhi chơi coi, không nó rồi có những người nghe quý vị thế gian bây giờ có những người nghe chân cẳng không tập nguyền mà giả bộ cái chân bị xí cầu que rồi làm có ghẻ chốc lấy thuốc đỏ chay vô đi quẹt, quẹt 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 cái tay làm bộ què để xin tiền người ta xong chiều lại bắt đầu là lấy tiền này đi nhậu nhẹt đi ăn chơi thì quý vị biết cái người này Là đời sau đến cái mức nào quý vị Trời ơi Mình lành lặng làm ăn được Mà mình đi mà gọi là gạt gẫm người ta Để lấy tiền để mà ăn chơi Vậy thì đời sau của mình là thôi Nó khổ đau cung cực Mà mình trả nợ chừng nào mới hết ta quý vị Nên á Phật nói một câu nghe, Cái người tạo tội ngũ nghịch Là giết cha giết mẹ Giết thầy Phá hoại hợp tăng làm thăng Phật ra máu Phật còn dễ cứu hơn cái người mà muốn có cái tâm ăn trộm của Tam Bảo Nhớ cái tâm ăn trộm của Tam Bảo Cái tâm mà đi vô chùa mà mình có cái tâm tham trong ngôi Tam Bảo Là cái tâm ăn trộm của Tam Bảo Phật nói khó cứu Phật nói thí dụ như bây giờ đi Mình lấy của cải của một xã Thí dụ như mình làm trưởng xã Mình lấy của tham nhũng của một cái xã đó là tiền bạc mà người ta tích góp để mà lo việc của cái xã đó mà mình lấy mình xài nghe là mình trả nợ cho một xã, thí dụ như cái xã đó là ba ngàn người, quý vị phải trả nợ cho một xã đó. Đời kiếp nào nhất định vì phải trả từng người từng người. Còn nếu như quý vị làm trưởng quyện, thì quyện đó thí dụ như hai 000 người, mà quý vị lấy của công nó để xài thì quý vị phải trả nợ cho một quyện đó. Tại vì đây là của công mà. Nếu như quý vị làm trưởng tỉnh, tỉnh đó thí dụ như là bao nhiêu vạn người, thì nhất định quý vị lấy của công đó xài cho gia đình riêng. Thì nhất định phải trả nợ cho một tỉnh Còn nếu như quý vị lấy tiền của công của nhà nước Là của một nước Thì quý vị phải trả nợ cho một nước Mà một nước là bao nhiêu con người quý vị phải trả đời đời kiếp kiếp Còn nếu trong ngôi tam bảo Phật, Pháp và Tăng Là đại diện cho tặng hư không khắp Pháp giới Thì quý vị có lòng tham trong ngôi tam bảo thì quý vị phải trả nợ cho tặng hư không khắp pháp giới, ghê chưa? nó Quý vị nghe định lực nhân quả đi Bởi vì những đức nói rằng Có những người người ta có chức phận Nhưng mà sau này có khi cuộc đời người ta khổ là vì sao Vì có khi lúc người ta làm quan Người ta không hiểu định lực nhân quả Người ta chỉ biết gom góp về lo cho gia đình cho con cháu Nên sau này có khi con cháu nó sẽ Tan nhà mắc mạng hết Vì sao vì cái tiền của đó Nó tạo ra cái nghiệp mà cho con cháu mà nó dùng Thì gia đạo mình sẽ tan nát Rất là nguy hiểm quý vị Nên khi mình nghe đạo gì rồi mình mới kiểm định Rồi mình mới chỉnh sửa cái lỗi lầm lại gọi là sám hối đó Sám hối là ngưng lại và bây giờ phải phát tâm thiện lại Thì tức khắc cái phước nó sanh ra Từ từ lại Nên quý vị biết rằng nếu chúng ta mà không nghe đạo đó nghe Thì chắc chắn rằng cuộc đời chúng ta là cứ mãi mê làm ác Tạo nghiệp Mà mình than thân trách phận hoài Mình có nói tại sao cuộc đời tôi như vậy Thí dụ như một người này chỉ có xài tiền thôi mà không tu phước Khi trong mạng hết Tiền rồi Thì dù có suy nghĩ cỡ nào đi chăng nữa làm ăn nó cũng không lên nổi dù là người này thông minh có nghĩ được cách nào Cũng là nghèo là nghèo à Vì trong mạng nó không có tiền Sao mà làm ra tiền hả quý vị Đó Nên chúng ta đi về chùa chúng ta nghe như vậy nè Tất cả mọi người chúng ta nhớ Khi mình đi về đây Tất cả mọi người người ta phát tâm Nào là người ta tặng mình một chút gì đi chăng nữa Đó là tình người người ta nghĩ đến mình Là tốt lắm rồi quý vị Mình cảm thấy ấm áp cõi lòng mình là Người ta vẫn còn quan tâm cho mình Hiểu không từ nơi đó khi người ta tặng tiền Tặng bất cứ một cái gì Mình được tới mình Cũng cảm thấy mừng Còn không được đến mình Thì không có trách nhau không? không có trách Nhớ không có trách Bữa đó những đứa đi sau lưng cái ông đó Ông nói nè Mai mốt tao đến Tao tranh thủ tao ra phía trước tao ngồi mới được Ngồi tuốt mày sau này Đưa tay muốn chết luôn Mà cuối cùng có gì chứ cái ông ngồi phía trước ông bạn tao ông nói tao ngồi phía trước được năm bao thư mày. Tôi ngồi thú phía sau được có hai bao thư à, bởi vì cái, cái, cái số thúi quẻo. Ông nói vậy đó, nhận đức nói, Ủa ông được có 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 hai bao thư hả?" Ông nói, "Ừ, có hai bao thư, hỏi làm gì?" <laughs> ông đâu biết nhận đức đâu. Mày đức nói, "Mà ông ngồi ở đâu?" Ông nói, "Ngồi bên cánh gà, nghe ông thầy nói cánh gà." tôi có biết cánh gà là ở đâu đâu mà tôi ngồi tú ở ngoài á tự nhiên á người ta vô trong ngồi cái dẫn ta ra ngoài cái bà trưởng đoàn nó vô duyên ghê luôn <laughs> nhưng đức nói cái bà trưởng đoàn đứng kế ông kiểu gì 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 ngộ vậy đó Trời ơi. không, không đơn giản đâu quý vị tuy là tạo chương trình này mà có khi có những người 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 ta hơi bị khuyết cái gì về cái lọc của người ta cái lần trong bụng người ta bực bội ngay quý vị không có đơn giản đâu nên những vị mà mà đem cái gì đến tặng á, quý vị phải, phải phải tặng cho nó đàng hoàng tặng cho nó 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 tương đối ví dụ như khả năng mình chỉ có năm sáu chục người thì trên đây cũng sao tại này là khả năng tan vậy thôi còn thí dụ như có những người người ta cũng không có đủ hết đâu mà đông dữ mà mà ta có vì cá nhân là hiếm lắm phải không nên khi mà không tới tay mình mình cũng niệm ai với đào phật thôi kệ được nhiều được ngồi chơi nghe ông thầy cũng giảng là thấy vui rồi không? cái tâm quan hỷ gì nó có phước đi chùa vậy nó có phước quý vị hả trời ơi cái này còn chữ lầm bầm nữa thua luôn á nó no. <laughs> còn có lần á những đức á đi sau lưng ông này ông nói lần sau nghỉ đi cái những đức hỏi sao vậy ông đâu có biết đâu tưởng đâu bạn mù với ông á nó nghĩa là nó <laughs> hỏi sao vậy ông nói á đi đến đây ngồi niệm phật đau chân muốn chết luôn Đi về điếm mấy bao thư Bao thư có 2-3 ngàn Ở nhà bán cái số còn ngon hơn Đi đến đây nữa Nói vậy đó nghe à, Trời ơi Cái tâm này là mình không hiểu rồi Cái vị ngồi trong ngôi tam bảo này là Đại phước đại viên này Nên những đức lấy một hai người đó đó những đức nêu cho vài ba người nào mà có cái tâm vị nên sửa lại đi nghe. Trời ơi, nghe những đức nói chuyện một tiếng đồng hồ này quý vị, nếu mà lắng nghe mà được một câu nào là quý vị đại phước báo á không có đơn giản đâu đây là toàn bộ lời kinh phật dạy á mà những đức giải nghĩa cho quý vị nghe đây mới quá giải khổ đau nè thấy không nên nó dù là ngồi tuốt bên ngoài để chăng nữa nghe gì cũng là đại phước mà ngồi trong đây đó quý vị đang ngồi trong mảnh đất dạ lam là ngôi nhà tam bảo á mà ngôi nhà tam bảo là phật pháp tăng ngồi trong đây không đơn giản đâu có những người mà không đủ phước đố mà ngồi ở đây được đó cho vị biết á nên từ nơi đó không có tâm hờn chết nghe chưa Đó Quý vị cứ nghĩ đi Bây giờ người ta đem nước nôi đến nè Người ta đưa cho nè Khi buổi sáng là nhà Đức sắp xếp cho mấy cô cầm bao á Khi uống nước xong lỡ mình không biết chỗ nào để Để cái chai đó đó Thì mấy cô đi lụm Mấy cô bỏ vô bao đem đi cắt thấy không có nghĩa là con người đến với con người mà nghe đạo mới làm được vậy Người ta đến với mình không có dụng ý tiền bạc gì hết Mà người ta làm vậy là đặc biệt lắm rồi đó quý vị ơi Rất là đặc biệt Và những đức thấy nghe có những người uống nước mà nửa chai Còn nửa chai vứt bỏ Không có nên đâu Nhớ đó, hưởng phước bất khả hưởng tặng Cái của trong ngôi tam bảo là một miếng nước Một miếng sữa đó là của trong tam bảo đó Quý vị được dùng là có phước lắm nhưng mà uống phân nửa phân nửa vứt bỏ nghe không nên đâu nghe không không có nên đâu đó à, uống phải sạch rồi còn cái chay không thì để nó đi thì mấy cô mấy chú sẽ đi lụm đem dọn dẹp cho đây là những đức nhắc kỹ lắm á thí dụ như mình nè nếu như mà mình mà không có phước uống nước á thì mình sanh vào nước châu phi cái người châu phi họ khác nước đến mức mà bò vừa ỉa ra họ đến họ dắt phân bò uống á chứ bị nghĩ đi họ ốm mà cái đầu họ sọ không á con mắt nó lòi ra đó suy dinh dưỡng đói khát vô cùng luôn quý vị coi cái đất nước châu phi á bây giờ mình á ở đây mình được có nước uống nghe nhưng mà có khi cầm cái ly lên hứng nước hứng nước đầy một ly uống nửa ly còn nửa ly hắt bây giờ mình khiếm thị mình hắt mình đâu có thấy đâu có khi người ta đi ngang hắt vô lỗ mũi người ta <laughs> cũng <laughs> có cái vụ đó nữa chứ không đơn giản đâu nghe trời nên mình bây giờ mình canh canh mình hứng á thí dụ như mình để cái tay mình xuống mình hứng nước nghe mình để vô cái ly á mình canh nó nước nó hứng ví dụ như cái ly của nó bằng cái nguyên cái ngón tay của mình mình hứng chừng nửa lóng tay mình thôi mình ực một cái hết trơn nước không phải bỏ miếng nào nghe không chứ không phải uống văn nữa hát văn nữa đây là mình xài phước bậy bạ nghe chưa còn cái hộp cơm hay ổ bánh mì mình ăn chưa hết mình gói lại một chút mình ăn nữa Chứ không ăn nửa hộp mà còn nửa hộp bước bỏ nghe trời Hoặc bánh mì bây giờ mình có ăn Lỡ mai mốt mình hết phước mình có ăn thì sao Cái này quan trọng lắm á Nó nên á, những đức là tích phước từng chút từng chút Nên những đức chỉ với vị đó Những đức mà Lúc trước mà những đức mà uống nước lỡ mà chưa hết Nghe mà nước còn nhiều quá đó quý vị Biết sao không Những đức đi lỡ cái gốc cây Những đức tưới vô gốc cây Những đức nói mang cái tâm á, Cúng dường cho đại địa cái tâm đó nó đã có phước lớn rồi đó à, chứ không phải như quý vị mà nướng uống dư rồi vì hát hát đừng có nên hát như vậy nghe rồi mình đi vô trong chùa mình tập đi đừng có nhổ nước miếng nghe chưa nước miếng mình là chắc bổ nhất đó đàm với nước miếng mà bị mà khạc và nhổ nhất là bệnh sau này chị không được á nên nhớ câu đàm chị đàm nước miếng chị nước miếng nếu như thường khạc đàm thì cứ thành cái bệnh khạc đàm thí dụ như bây giờ mình nhổ nước miếng với khạc đàm quen đi đang đi, đi 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 trước mặt người ta tự nhiên sáng mắt đó thì còn nhìn 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 coi nhìn chỗ nào không có ai đi đến thì nhổ xuống đúng không mà gặp mà khiếm thị không thấy đường nó <laughs> dơ lắm nghe chưa trời ơi có khi mình khạc một đống đàm một đống nước miếng đó mà kẻ đi qua người đi lại người mà thấy đường người ta nhìn cái cái đống đàm nước miếng đó người ta vừa nhìn cái ta nói ư gớm quá vừa nói gớm như vậy mà thêm ruồi mũi nó đậu vô rồi nó đi đậu vô thức ăn của nhiều người nữa thì quý vị biết cái một đống đàm đó đã tạo bao nhiêu cái nghiệp làm ô nhiễm người khác đó quý vị nghe gì rõ ràng chưa nên không được tập khạc đàm nhổ nước miếng ngày xưa những đức dưới quê cũng như nhà sàn quê miền tây cứ là buổi trưa đi xuống dưới sàn ở dưới văn cái võng nằm ngủ trời ơi mấy cái ông ở dưới quê có nhiều ông á kiểu mà ngồi trên uống nước trà ngồi trên uống nước trà mình ngủ một chút thức dậy mình mẩy đàm nước miếng lum nha có khi mình ngủ mình hả miệng ra Ông ở trên ông nhổ xuống ngay cái miệng mình luôn trời ơi <laughs> ghê tiệc Mà kiểu đang ngủ mê quý vị quý vị biết ngủ mê hả miệng cái gì dưới sàn á ông đâu có thấy đâu ông nhổ ngay cái miệng mình cái mình chấp nha trời ơi ghê thiệt thấy chưa nên từ nơi đó nghe đừng có tập cái tính mà nhổ đàm nhổ nước miếng ưa ừ, nhổ đàm nhổ nước miếng mà lên thành phố là thua liền thành phố người ta nhà tường sao mà nhổ mà khạc tầm bảy là dơ rồi nên cái người mà nhổ đàm nhổ nước miếng là bệnh khó trị lắm nó nhổ hết cái chất dinh dưỡng cơ thể ra hết trơn à nên nước miếng mà dư nuốt vô bụng đi Đàm á, nuốt vô bụng đi Mũi hít vô Nó Ôi ơi nhổ viết đi rồi sẽ biết à Nó khô khan cằn cội luôn á Hỏi bác sĩ thử đi Bác sĩ cho nói cho nghe Bệnh trị không được á Những cái điều những đức nói đó cho quý vị nghe Để quý vị kinh nghiệm Còn gặp mà vô mảnh đất dạ lam này á nghe Mà nhổ nước miếng làm vậy là có lỗi lớn lắm á tại đây là mảnh đất mà mỗi ngày niệm phật có khi phật á bồ tát người ta thường á người ta ngự giá ở khu vực mà đang niệm phật á long thần hộ pháp á ngự giá cái nơi niệm phật nè mà mình vô trong mảnh đất dạ la mà mình nói chuyện tầm bậy cũng có tội nên vô đây là cái phước là nó tăng nhưng mà nếu không khéo là tội nặng kiểu mà vô đây mà ngồi mà chữ thề á tao vô trong đó tao ngồi ở trong chánh điện hồi nãy giờ không được nói cái gì giờ tao ra ngoài tao nói nè thấy <laughs> <Nghe> không <laughs> hoặc là chữ thề mày tao mày tới đồ á má mẹ đồ á không vô đây là phải đứng lên liền còn nghe những đức nói gì ngoài đời tuyệt đối không có dùng những cái lời chữ thề thốt nghe còn mấy bà mà không có chữ đĩ điếm nghe chưa nó có nhiều bà chữ thề á nói chuyện tục tiểu đó con mẹ này mẹ kia đồ thấy không nó nảy nọ mấy cái lời nói này phải dẹp liền đây là ác khẩu tạo tội rất là nặng nha quý vị nó về đây thấy không nhà đức chỉ vậy vì thấy gọn không nghe rõ ràng mà nó có dính người á rồi xong mới đi lên trên xe ngồi cho nghiêm túc lỡ ai ngồi lộn chỗ mình không có chửi người ta nghe chưa ngồi lộn chỗ mình đừng có chửi thêm cái nữa kiếm thị nam kiếm thị nữ đi chung á đừng có chọc vợ người ta nghe mấy ông trời ơi mấy ông khiếm thị mà mấy ông cũng bắt hơ ghê lắm á <laughs> sao nói bắt hơ bây giờ không có con mắt không lẽ ông bắt hơ hả trời trời mình có mắt thì mình nhìn cái cô đó mình chọc còn bây giờ ổng đâu có con mắt đâu thì ổng bắt hơ khiếm thị nam thì bắt hơ nó à cô này cỡ tuổi mình đấy <laughs> cũng chọc ghẹo ghê lắm á nàng nhà ở đâu vậy Ờ, bộ lần nào chùa quán tổ chức cũng đi hết hả nàng ờ, năm nay ẻm nhiêu tuổi với <laughs> ẻm mấy ông nghe chọc kiểu này là là đi chùa mà kiểu này là thua liền với nghe không nó rồi thêm cái nữa mà chọc được rồi á thôi hẹn hẹn ẻm đi uống cà phê ngay cái quán cà phê có cây trứng cá hỏi ủa sao anh biết cái 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 quán cà phê có cái trứng cá nói anh đi bán cái số đi ngang đường đó hoài nó rồi hẹn uống cà phê giỏng rồi nghe cái này là tội lỗi nghe chưa đi chùa mà không chịu sửa đổi lỗi lầm có vợ có chồng phải chung thủy chứ không phải là khiếm thị mà đi chọc vợ người ta hoặc là quen người này người kia đi ra đường nghe chưa cũng có nữa đó chứ không có giỡn đâu có đâu nó rồi đấm bóp giác hơn không có thọt ép người ta nghe chưa nó nhớ đó trời <laughs> Mấy ông mà đấm bóp giác hơn Mà ông đấm tầm bậy tầm bạ là có tội á Ờ ghê lắm á <laughs> Ông này ông nói ghê lắm á Nó, nó, nó nhớ nghe không? không có cái tâm xấu Cái tâm xấu là tạo tội Nên nghe đạo rồi phải sửa cái tâm xấu lại Đừng có cái tâm xấu Nên cuối lời Những đức phiên quý vị Có một cái pháp tu mà đặc biệt nhất Mà chính những đức áp dụng nó được lợi ích đó là niệm Phật Muốn sửa được tất cả những hành vi sai lầm của mình Chỉ có niệm Phật mới sửa được Vì sao? Vì đi đứng nằm ngồi của chúng ta có thể tập niệm Phật được là Ai với Đạo Phật Ai với Đạo Phật Ai với Đạo Phật Ai với Đạo Phật Thí dụ như bây giờ ai mà chửi mình Mình sắp sửa tức đi Mình sắp sửa tức rồi nó chửi mình Mình nhịn được mấy câu rồi nghe Mà mình sắp sửa tức mình sắp sửa chửi lại đó Thì tức khắc quý vị nhớ lời những đức dạy nè Ai với Đạo Phật Ai với Đạo Phật Ai với Đạo Phật Tức khắc nó dằn cái tâm tức xuống là nó hài hòa liền. Còn nếu như hai bên mình chửi qua chửi lại với nhau thì nó tổn hại hết. Mà có khi nó đánh nhau thì xảy ra vấn đề nữa đúng không? Quý vị khiếm thị hồi xưa giờ có thấy ai khiếm thị quýnh lộn chưa? Có không? không khiếm thị mà cũng có quýnh lộn thấy chưa? Đúng rồi, khiếm thị là quýnh lộn rồi đúng rồi. Quýnh lộn tại vì không thấy nên quýnh lộn. còn người còn người sáng mắt thì chúng ta nói là quýnh chúng <laughs> người sáng mắt là quýnh chúng còn người mù là quýnh lộn <laughs> mà mấy người mù chắc giọng thí giọng đại á đúng không ta chọn đại chọn càng á thôi sáng mắt cho cô không dám quýnh lộn với mấy ông mù đâu tại mấy ông chọt bậy bạ <laughs> ông chọt tí chọn đại không à thấy không nên nhớ nghe <laughs> trời ơi đã không có gặp mắt đâu mà còn quýnh lộn nữa quýnh sao đây không biết nữa mấy ông mà khiếm thị này mấy ông mà câu được chứ mấy ông chụp chắc chắc dữ lắm đó nghe ông chụp ông chụp ông giọng lia giọng lìa tại vì may mắn chụp được á trời ơi mấy câu kiếm thị rồi quýnh lộn chứ cười bể bụng quá cái kiểu mà quýnh cái thằng chữ không quýnh mà quýnh ngay cái thằng mà nó không chửi trời ơi ổng mà chụp từ thằng nào là thằng Đức cái như bỏ mạng ông người kia đó tao đầu hàng trời, tao chờ trời, tao đâu có chửi mà đâu mày đánh không dám đâu tao chụp được mày rồi tao quýnh mày mới được mà nói thấy chưa nên thôi đời này tao nghiệp nặng nên mới bị cái quả báo kiếm thị tặc nguyền nghe đừng có hung dữ nữa nghe chưa thì đời sau đó, đi về thế giới cực lạc đi hoặc là làm người lành lặn đó là những đức phiên chân thật đó nên đem cái phát niệm phật này cố gắng mà hành trì Bất cứ ai khi mà cận tử nghiệp tuổi già Cố gắng nhớ lời như Đức dạy nè Niệm Phật nghe chưa Đi đứng nằm ngồi cái ai với đào Phật đi Niệm giết rồi nó hiền rồi Tức khắc nó chuyển nghiệp nó có phước à Mà người niệm Phật ai gặp mình ta cũng thương nghe không Nó niệm Phật là có duyên lắm Mù thì có duyên theo mù Què thì có duyên theo què Si cầu que thì có duyên theo si cầu que Có cái ông này đầu mớp thì có duyên theo đầu mớp có cái ông kiếm thị trời cái đầu ông mớp dẹp lép rồi quý vị ờ à, tội nghiệp cái đầu dẹp quan bên mà vẫn sống bình thường nha nó từ nơi đó mà niệm phật là người nào cũng có duyên hết á nó nguyện tam bảo giang hộ cho quý vị về đây á luôn luôn được vui vẻ và có một cái pháp tu là pháp môn niệm phật và tin nhân quả và mỗi một người chúng ta sống trong hoàn cảnh nào cũng không có than thăng trách phận nghe không không có buồn giận ai để trong tâm nhớ nè Giận người ta là mình khổ nghe chưa Nhớ dặn người ta là mình khổ Không có hờn dặn ai Mà chỉ thường niệm Phật thôi Vậy thì thật sự là người này có phước Khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp nhau Ở thế giới cực lạc các quý vị Dạ dưa đầu Phật Bây giờ chúng ta chấp tay hồi hướng nè Miệng đêm Công Đức Này hướng về khắp tất cả để tự và chung sanh về tỉnh độ à quý vị có đau chân thì thẳng chân ngang chút đi so chân đi nè Ờ, có mẹ của chị Mai có bài thơ gì đó để đọc tặng cho người khiếm thị quý vị ngồi nghiêm túc nghe chúng ta tới chương trình à, nghe đọc thơ và có một vài bài hát xong bữa nay có nhiều phái đoàn tặng quà lắm á tất cả những phái đoàn tặng quà tặng tiền đồ mà có hai ba người thì quý vị phan nó tặng để chờ mấy cô mình tặng xong hết đi rồi chút á đi lên đây đứng này nhà đức bố trí cho tặng phụ cho quý vị để cho ai cũng có quý vị thấy không Chứ không thôi có hai ba người tặng lâu tặng không được Rồi tới cuối cùng cái bắt đầu là không tặng được nha Rồi bị cái ông đó ông trách nữa đó <laughs> Nghĩ đi chùa luôn có hai bao thư <laughs> Kỳ sau tôi đi ngồi hàng đầu cho <laughs> rồi ngồi nghiêm túc nha Nhớ đi về chùa mình nãy giờ cười nhiều đúng không Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ Nãy giờ cười mấy chục nụ cười rồi đó nghe Quá bổ luôn đó nghe à. À, Hôm nay à, Chương trình Người Khiếm Thị quá đông ừ. Những Đức à, Nhìn thấy trong chánh điện Kính mít hết Và xung quanh không có chỗ ngồi Ngồi chặt nứt hết quý vị ừ. Nên à, Chương trình này lúc trước Những Đức nói rằng là Tổ chức mà à, Nếu được 300 người Là cũng quá đông trong khi hôm nay số lượng lên quá đông luôn quý vị Nên mấy cô mà điện đòn báo cho những đức biết Hôm qua là ta đăng ký hơn 1.600 người Còn một số phái đòn mà phát sinh mình chưa biết được Thì quý vị biết rằng số lượng càng ngày càng tăng rất đông Và nhiều tỉnh thành đều đăng ký thêm điện thoại đăng ký chúng ta hai tháng tổ chức một lần quý vị về đây được niệm phật vào sáng giờ rồi những đức lên nói chuyện chừng khoảng một tiếng đồng hồ đổ lại hôm nay chúng ta đọc những công đoạn trong kinh nhân quả ba đời nên những đức lấy cái đề tài học tập là nhân quả ba đời không sai gieo nhân gì gặt quả báo nấy để chúng ta học tập dù là những người khỏe mạnh sáng mắt hay giàu sang nghèo hèn hay là bệnh tật Chúng ta phải nhớ rằng Mỗi một người mình đi đến thế gian này Nếu như mà mình không nghe đạo thì Ai rồi cũng sẽ có than thân trách phận Với số mệnh cuộc đời Có khi nói rằng tôi có làm ác gì đâu Mà tại sao đến với tôi những cái điều bất hạnh nên mình càng nghe Phật Pháp Để mình không có mang cái tâm mà than thân, trách phận, trách chờ, trách con người Tại sao tôi bạc phước như vậy Bộ ông chờ cũng có mắt sao Tại sao tôi khổ như vậy Người giàu thì sao càng ngày càng giàu Mà tôi nghèo khổ thì tôi cứ gặp thêm tai ương còn bệnh hoạn Có nghĩa là nếu mang cái tâm mà mình không dựa lòng, không dựa ý Không chấp nhận Vậy thì cái nghiệp quả của mình nó mỗi ngày nó tăng thêm Nó không chuyển được nghiệp vì cái tâm của mình nó không vừa lòng, không vừa ý Mà nó không chuyển được cái nghiệp Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Chư Tôn Thiền Đức Kính Thưa Quý Phật Tử Kính Cùng Tất Cả Quý Người Khuyết Tật Hôm nay tôi vô cùng xúc động trước một việc làm đầy công đức lớn lao của chùa hồ pháp nên là con cũng được người, con gái con báo tin là hôm nay có hội người tự thiện để tại chùa này thì thực ra là con cũng quá vội nên là con suy nghĩ được mấy câu thơ nôm na để chúc quý người khuyết tật có mặt hôm nay con suy nghĩ rất là tốc hành Bởi vì con Năm nay con đã 75 tuổi rồi Mà con không phải là đã già Mà quá già Nên là con cũng tu gấp gáp Con vừa đi nhập thất 4 ngày về 3 giờ đêm hôm qua Con dạy làm tốc hành Được mấy câu thơ Nếu có nhiều gì sai sót Thì con mong tất cả quý vị thông cảm ạ bài thơ Chúc mừng Người hội viết tật Hôm nay thời tiết nắng đẹp tươi Thiên thời địa lợi người người đồng tâm Phật tử khắp trốn xa gần Về chùa hộ Pháp muôn phần đông vui Hôm nay vui thật là vui Hội người khuyết tật về nơi chùa này Nghe lời Pháp nhũ của Thầy trong lòng sung sướng tràn đầy niềm vui hôm nay vui thật là vui chùa được đón tiếp những người từ tâm về đây với một ước mong sang bàn tay rộng tấm lòng bao la về đây với một món quà tặng người khuyết tật để mà chia vui ân thầy lắm lắm thầy ơi thầy gieo phật pháp ở nơi chùa này phật tử tu tập hôm nay để cho phước đức hưởng ngày mai sau tâm thành con nguyện đối câu siêng năng tu tập đáp công ơn thầy tấm lòng thành kính tỏ bày con xúc quý thầy trường thọ bình an Con chúc quý thầy trường Thọ Bình An. Chúc quý Phật tử mạnh khỏe an khang, đón xuân năm mới ngập tràn niềm vui. Chúc quý khuyết tật mạnh khỏe vui tươi, muốn trả nghiệp chướng thì về nơi chùa thầy. Chúc các quý khuyết tật mạnh khỏe vui tươi, muốn trả nghiệp chướng thì về nơi chùa thầy. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À à con báo cáo với thầy là Đây là một cái bài phát nguyện ngắn của con, con cũng xin nào, à, đọc ạ. Ngày ngày tôi niệm Phật, sao cho thật nhất tâm, vứt bỏ thứ ngoài trần, tiền tài và tham vọng, tâm luôn luôn phát sóng A Di Đà Tây Phương của quê hương cực nạc <laughs> cuối cùng một lần nữa thì con xin kính chúc chư tăng thiền lúc cùng tất cả quý người khuyết um, tật cùng quý phật tử xuân vệ xin gửi mọi nhà ta rồi giàu sức khỏe vui tiến tới hạnh phúc niệm phật càng nhiều thì sức khỏe càng tăng nam mô a di đà phật À, và cụ hôm nay lên rất là vui à, Những đức nguyện tam bảo Gia hộ cho cụ sức khỏe Cố gắng niệm Phật Khi bỏ báo thằng này về thế giới cực lạc Gia đình sống luôn luôn vui vẻ hòa thuận Hạnh phúc nha Chúng ta cho chàng pháo tay cho cụ thiệt lớn nha Ai à, về đào Phật à, Cụ bảy mấy tuổi vậy à, à, Con cụ là trưởng đòn Thường dẫn người đến đây tu thường xuyên Và dẫn các cháu đến học lớp đạo làm con nên từ nơi đó cụ cũng biết tu hành gia đình như vậy là hạnh phúc lớn nhất Vị nhớ nè Dù là gia đình không giàu Nhưng mà gia đình biết tu là gia đình mới có phước Nhớ đó Mà mẹ con đồ hòa thuận đi chùa chung với nhau đây là đặc biệt Nên đây là phước lớn lắm quý vị Nhớ phải cố gắng